Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể anh em đam mê gà lòi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là một cái buổi em đóng hàng gửi đi cho đại lý nhỏ nhá. Thì em cũng tiện là giới thiệu về những cái sản phẩm thuốc nhà em đang cung cấp ngoài thị trường. Thì ở cái đầu video này luôn là em cũng giới thiệu là nhà em cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện này, với cộng với thuốc bổ này, thuốc om này, cao tan đòn, super cấp, nghệ đỏ, rồi tất cả những thuốc chữa bệnh nhá. Thì anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên. Hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo, và những cái sản phẩm thì em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho anh em qua Zalo nhé. Và cái thứ hai là về những cái bệnh của con gà ấy mà anh em chưa biết, chưa hiểu thì anh em có thể kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn miễn phí. Còn đây là đại lý nhỏ lấy nhá. Mấy anh em lấy xỉ về cung cấp lại cho anh em xung quanh ấy thì em sẽ có giá rất là ưu đãi cho anh em. Còn nếu mà anh em mà mua số lượng nhỏ lẻ nhá thì em sẽ gửi hàng qua bưu điện ấy, gần thì khoảng 1-2 hôm là anh em nhận được hàng thôi, còn xa thì khoảng 3-4 hôm. Và cái điều quan trọng nhất là khi mà mua hàng bên em thì anh em luôn luôn là được kiểm tra hàng nhé, đúng chất lượng này, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đấy là về phương thức bán hàng nhà em. Còn về đây là về những cái sản phẩm nhá, thì em cũng giới thiệu sơ qua. Thì mùa này là mùa lồm rồi, này rất là gợi, con gà của mình rất là dễ là bị lấm mốc ấy. Thì nhà em đây gửi hàng đi, anh em lấy rất là nhiều những sản phẩm mốc. Mốc thì nhà em có hai loại nhé. Một là mốc lấm mốc ấy, thì có một loại là mốc bôi, một loại là mốc uống của Thái Lan. Mốc uống ở bên dưới này cơ. Thì em sẽ tìm cho anh em, giới thiệu cho anh em cùng tham khảo nhé. Đây em đã nhặt hết vào đây. Đấy, nó có hai loại này. Đấy, một loại mốc uống, đây là mốc uống nhá. Đây là một loại mốc bôi. Đấy, mốc bôi thì anh em có thể con gà của mình nó bị nhẹ thì anh em sử dụng mốc bôi, còn mốc uống thì anh em sử dụng cái loại cũng như là bị nặng ấy, thì anh em sử dụng cái loại mốc uống này. Đấy, về sản phẩm mốc lấm mốc. Còn là về cái sản phẩm thứ hai này em muốn giới thiệu cho anh em là cái loại ốm trong treo lườn này. Ốm trong treo lườn nhá, khi mà con gà của mình nó bị tái nhợt mà nó gầy gò đi anh em sử dụng cái bộ ốm trong treo lườn này rất là hiệu quả. Cái video này thì em cũng giới thiệu về những sản phẩm luôn, chi tiết thì em sẽ giới thiệu sau. Phân xanh phân trắng này, phân xanh phân trắng tụ huyết trùng này. Còn ở đây là vài cái sản phẩm thuốc bổ super cấp. Thì cái này thì nguyên liệu chính làm bên kia sản phẩm này thì được làm bằng cóc và tam thất nhá, để đảm bảo cho anh em là bổ sung gân cốt, tăng lực sung mãn, ra đòn như vũ bão, bền bỉ, phục hồi nhanh. Công dụng của nó giúp gà chiến lưu thông khí huyết này, đỏ khỏe. Cái này thì em bán rất là chạy này, anh em tin tưởng, tin dùng cái sản phẩm này bao nhiêu năm rồi. Đây, nhà em sẽ vo thành những viên nhỏ như này, thì anh em phải cho ăn sáng một viên, là tối một viên nhá, thì con gà của mình rất là khỏe. Đấy, bổ gân cốt mà, cái cóc và tam thất thì nó có tác dụng là tốt nhất là cho cái gân cốt của mình, con gà ấy nó được săn chắc, cái gân cốt khỏe mạnh săn chắc. Đấy, bổ sung gân cốt này, tăng lực này, sung mãn này. Lọ super cấp này nhé. Thì cái lọ này nè, khối lượng của nó là 150g. Thì anh em có thể là sử dụng, nếu mà một đối với một con gà thì anh em có thể sử dụng được 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Một con gà sáng một viên, tối một viên nhé. Đây là về super cấp. Là về đây là những cái túi nghệ đỏ này. Nghệ đỏ thì anh em có thể là nghệ đỏ nguyên chất 100% nhé. Anh em đóng thành túi như này rồi, đóng thành hộp. Thì nhà em nếu mà anh em mua lẻ thì em sẽ đóng ra cái hộp là nửa cân một. Còn nếu mà anh em mua nhiều thì em sẽ đóng hộp mà 1 cân. Để tùy anh em mua. Đấy là về cái nghệ đỏ nhá. Còn là về đây, về rất là nhiều sản phẩm. Còn là đây là về cái rượu om này. Cái sản phẩm này cũng rất là tốt này. Đấy, tay em, đấy anh em thấy vừa tay em quên một tí mà da bám hết vào tay nhá. Thì ở Zalo ấy, em vừa chụp lên có một cái hình ảnh của con gà ấy, em vừa mới cắt lông được 3 hôm. Đấy, sử dụng cái rượu om này, bây giờ đã rất là đỏ rồi, hông của nó đỏ chót rồi. Đấy, anh em có thể là vào Zalo tìm hiểu thêm nhá. Vào Zalo tìm hiểu thêm. Đấy là về cái sản phẩm rượu om nhá. Thì rượu om này thì công dụng của nó giúp chiến kê săn chắc này, đỏ khỏe, dày da, lưu thông khí huyết và chống côn trùng và muỗi đốt nhá. Mùa này muỗi đốt rất là nhiều thì có thể cái này bôi cái này nó cũng có thể chống được cả muỗi đốt nữa. Và giúp chủ yếu là giúp dày da, đỏ khỏe rượu om này. Thì anh em sử dụng là thay thế là cái lối om truyền thống của mình. Đấy là về cái rượu om nhá. Còn là về đây là những cái kích mỏ này. Đây là kích mỏ của gà nhá, kích mỏ kích cựa này. Kích mỏ kích cựa nhá. Bên dưới này rất là nhiều những sản phẩm. Nói chung là đây em đóng đấy. Anh em lấy cái loại super cấp này rất là nhiều, tin dùng rất là nhiều. Và dưới này thì rất là nhiều sản phẩm nữa. Cái một cái loại vitamin này, cái vitamin này anh em sử dụng cũng rất là nhiều. Cái công dụng lớn nhất của nó là giúp con gà ốm của mình nó phục hồi nhanh. Và cái thứ hai là đối với mà con gà mà của mình mà đi đá trận về ấy, anh em sử dụng cái này thì kể cả đau như nào hôm sau thì cũng nó gáy tê tê ngay. Về sản phẩm vitamin này, thần dược chiến kê, tăng cường thể lực này, kéo dài sức chịu đòn, phục hồi sức lực cho gà sau khi đá, kể cả như anh em trước khi mà đi đá nhá, thì anh em có thể là sử dụng cái này thì nó sẽ tăng lực cho con gà này,
rất là tốt. Và rất là nhiều ở bên dưới này rất nhiều những sản phẩm như, nhưng mà em cũng chỉ giới thiệu qua cho anh em thôi, thì anh em mà quan tâm thì anh em có thể là ấn đăng ký kênh ấy. Đấy, những cái video trước thì em giới thiệu rất là chi tiết rồi. Còn nào bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nhé, để em đóng hàng gửi đi cho khách. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.